Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series ARK cùng với mod Extension Core và Anunnaki. Với trong tập trước đó các bạn, thì mình có đánh được một cái con nhện chúa ở bên khu vực đầm lầy á. Mình unlock ra được một cái công thức chế tạo mới, cái con siêu boss các bạn, Spider ở trong này nè. Đó, cái con boss này ha, công thức của nó thì cũng không khó lắm đâu, chỉ cần có những cái đầu của con boss thôi. Cho nên là trong thời gian giữa hai tập đó, mình đã đi farm rất là nhiều những cái con boss nhện để mình lấy đầu để chuẩn bị cho tập ngày hôm nay. Thì cái con đó được chế tạo ở trên cái bàn chế tạo của Arazibon ở trên này nè. Đó, cái quả cầu năng lượng của Arazibon ha. Thì trong này bấm một phát thôi mình đã chuẩn bị, ủa, mình chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu các bạn, nhưng mà chỉ còn thiếu cái phần steel thôi. Cái phần steel này cần có thêm 1.000 trái nè. Steel thì đơn giản lắm, phía bên đây thì mình có nguyên một đội ngũ những anh giúp việc nè các bạn, đó, để sản xuất anti-fast cho mình để mình farm mấy con boss ha. Và steel thì chắc là phải coi coi trong cái lò nung này nó còn thiếu cái gì nữa ha, để tạo ra phần steel thì nó còn thiếu than thôi. Than thì chắc là phải lấy gỗ mình bỏ vô ha, bỏ khoảng tầm 10.000 gỗ vô trong này đi, để cho nó bắt đầu nấu thêm phần than ra để mình có thêm được steel. Cái steel này các bạn, thì mình có mấy cái bắt ở trong này nè, mấy cái block combo á mà mình chưa có sử dụng, mấy cái combo đánh mấy con boss nó cho mình nè. Rồi mấy cái hũ này nè ha, khi mà mình mở ra thì nó sẽ cho mình một bộ combo kiểu như chế tạo á, trong này có cả steel nữa ha, dài với lông chi tiên được các kiểu nè. Đó, mình sẽ mở ra, mở hết ra luôn đi để xem coi. Đó, 2.000 mấy steel lên các bạn, mấy cái này mình để dành bữa giờ ha, cho nên là bây giờ thì mở ra luôn đi. Mở ra thì nó hơi chập chội chút thôi, và cất cái trong này luôn đi, chỉ cần bấm một phát thôi là tự động nó gom lại mà. Còn cái lò kia thì cứ từ từ cho nó nấu thêm cũng được. Rồi bây giờ thì lên phía bên trên để mình chế tạo thử coi. Bây giờ chắc chắn là đủ rồi đúng không? Đó, đủ rồi nè các bạn. Chế tạo luôn một phát một ha, ngon lành luôn. Con này thuộc dạng là con cũng siêu boss các bạn. Để ở đây đi, con này siêu boss không biết là mình đánh được chưa nữa, nhưng mình sẽ thử coi. Bây giờ con này đánh thử gần căn cứ của mình thì rất là nguy hiểm luôn á, cho nên là mình sẽ đi đi khu vực nào đó xa xa nhà một chút và sử dụng con Indoret ha. Thôi, mình sẽ sử dụng con Spino của mình đi. Con Spino của mình thì trong thời gian giữa thì tập mình đã cho nó đi luyện cấp rất là nhiều các bạn. Bây giờ nó rất là mạnh luôn á. Bây giờ mình sẽ thử cho nó đánh với con boss thử là được không á. Hy vọng là em nó sẽ không ra đi và qua bên hu băng đi, cho nó xa xa nhà mình một chút ha. Chứ còn đánh ở đây thì rất là nguy hiểm luôn. Thì anh đi vào phía bên ngoài đây. Đứng ở ngoài này đánh đi ha. Trong kia thì có nhiều mấy con thú lắm, ở ngoài này thì không có con gì hết à. Cho nên rất là thoáng dễ đánh nè. Chắc là đứng ở đây đi. Mình sẽ tận dụng cái nguồn nước các bạn, để cho cái con đệ của mình nó có thêm cái hiệu ứng nha. Và bây giờ thì sử dụng con này một cái nha. Đó, nó chịu hoàn toàn. Ồ, con Spider này là một con nhện mái nha. Con này như con robot nhện vậy ha. Và ôi, nó có chịu hồi kìa. Là con này của mình đánh được. Ôi da. Oh my god, nó có chịu nổ gì á. Rồi luôn, nó nổ một phát chết. Chết mình trên lưng thú luôn. Còn con Spino hình như giờ vẫn còn. Mình phải nhanh nhanh mình dùng hết đồ skin ra cái đã. Mình lấy cái đồ của mình về, mình kéo con Spino mình về nhanh mới được. Đây đây, kéo con Spino của mình về lẹ chứ để nó chết ở bển luôn á. Đây rồi, Spino của mình thì mất một chút xíu máu thôi các bạn. Vậy là nó đánh được ha. Nhưng mà mình á thì mình cưỡi nó thì mình chịu không nổi nhiệt. Nó có chiêu gì đó nổ á, làm cho mình chết trên lưng thú luôn. Không ổn lắm rồi. Bây giờ phải sử dụng sang phương án khác mới được. Bây giờ thì sử dụng con này đánh thì đánh đường đánh lâu quá bạn thì không được ha, cho nên là chắc là sẽ sử dụng lại cái em tê giác của mình đây. Đâu em tê giác của mình, cái con nào con chiến nhất của mình đâu, con này nè các bạn, đây con này là cái con chiến nhất của mình có ha. Mình sẽ kết hợp nó lại cùng với lại con Utiran, giống như lần trước mình đánh với mấy con boss rùa được đó các bạn. Đó, cặp đôi song sát này nha, kết hợp lại đánh nhanh rút gọn. Chứ còn nếu mà đánh lâu á thì kiểu như nó đánh mình lại á bị chết trên lưng thú thì không ổn lắm. Cho nên sử dụng cái cách giống như lần trước thử xem coi được không. Đó, cho hai con đi chung với nhau đi ha. Rồi, bây giờ thì dịch chuyển quay trở lại với khu băng để mình làm nhanh thử là được không. Hy vọng cặp đôi này là cặp đôi song sát chứ không phải là cặp đôi tự sát nha. Đây rồi, quay trở lại. Mình sẽ cho con này nó follow mình đi ha. Quay trở lại gần gần chỗ con boss một chút. Mình chạy vô mình hút nó một cái. Đây rồi, mình sẽ bật cái tính năng là búp đam của con Yutira lên cái. Đây rồi, ok. Khoan đã, chờ đợi cho nó búp lần thứ hai đi ha. Lần thứ hai cho nó ngon lành cái đã. Rồi mình chạy vô. Con đó thì level có 600 thôi bạn. Máu tới tận 312 triệu lận ha. Với số lượng máu này mình nghĩ chắc hút một phát không chết quá. Và chạy. Mình sợ hút nó một phát không chết đó chứ.
chăm chăm lên mắt trái tim rồi mình hút sượt sượt qua một chút thôi, có gì mình chạy. Rồi cái chạy 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 để tiếp. Cái đánh mình không kịp. Được 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 được. Ồ nó còn hai mấy triệu máu thôi à, qua trở lại hút thêm một phát nữa được. Ok, wow, unlock ra được công thức chế tạo cây kiếm kìa ha, với lại một con Silia Spawn và mấy con đại của nó hả, mình sẽ xử nó hết luôn. Đó, unlock ra công thức chế tạo mới. Công thức chế tạo cái con Silia gì đó các bạn, là cái con đó mình có thể chế tạo ra nó sẽ trở thành đệ tử của mình luôn á. Đó, cho nên hả, dày công mình farm rất là nhiều để tìm nguyên liệu cho con này nè. À con này thì có gì trên người của nó nữa không? À không có gì trên người của nó hết à. Ủa còn đệ tử nó đánh mạnh như vậy. Ây da, con đệ tử nó đánh cũng rất là mạnh luôn á. Đây coi xử đệ tử nó cho nó. Ok, là mình có được gì không? Ờ có được 10 viên ngọc các bạn và thanh kiếm. Thanh kiếm này là có công dụng gì không, thử coi. Mình thử thanh kiếm thử coi. Ui ồ, oh, thanh kiếm này giống như thanh kiếm của con mét ha, mà nhìn nó xịn hơn thanh kiếm của con mét nữa. Và chuột phải không được à, chỉ có chém bình thường vậy thôi ha. À không có chuột phải để lướt giống như thanh kiếm test được ha. Nhìn nó giống thanh kiếm của con robot mét đó các bạn, mà nhìn nó xịn lắm. Bên đây thì hơi chói chút cho nên không nhìn thấy được hiệu ứng. Và con đại của mình cũng tăng turbo hả. Ồ mấy con nhìn con nó trắng hay sao á. Ngoài ra thì có thêm hai cái bách nữa. Wow, hai cái bách, cái này là sử dụng ra được một bộ combo đầu của mấy con boss luôn nè. Ồ cho mình hai cái luôn hả. Ồ vậy lên 10 cái luôn rồi. Và thêm được 10 viên ngọc của con Spider nữa ha. Ngoài ra thì cho thêm một cái yên xịn nữa ha. Hoài ngon vậy, đánh con nó đã quá ha. Được thêm một bộ combo đầu nè, với lại một cái yên cửi xịn, với lại một cái công thức chế tạo Silica gì á. Silica trong này biết gì không biết đúng không, nãy mình thấy. À đây các bạn, nó đây nè ha. Bên đây hàng gì cần có một cái yên cửi, cần có một 5 cái đầu, cần có element, cần có một cái Silica core. À cái bên đây nè, cần có những cái anti-fat thôi. Trời anti-fat thì nhà mình thoải mái rồi. Và cần có thêm 10 cái viên ngọc Spider. À nó cho mình sẵn luôn đấy bạn, đem về hình như là cái đó là chế tạo ra là sẽ được cái ở phiên bản tem luôn á. Mình nghiên cứu ở trên wiki thì nó nói là tạo ra được một phiên bản tem luôn. Cho nên bây giờ mình sẽ về để mình đánh thử rồi. À lộn, chế tạo thử nha. Rồi cho em này về luôn. Ôi gửi con Spino thì đánh đường dài không được ha. Nhưng mà cái em tê giác này của mình thì vẫn là số 1. Đánh nhanh rút nhanh luôn, cặp đôi song sát có khác. Búp đam ủi một phát một ha. Xem chút nữa là em nó chết luôn rồi chứ. Xem chút nữa là con nhện nó một phát nó chết luôn rồi đó các bạn. Nhưng mà nó còn chút xíu máu ha. Là con Spino này thì xong nhiệm vụ rồi, cho nên là cho nó dơ trong này để cho nó gọn. Rồi đứng chung nha. Bây giờ thì lên tiếp bên trên để mình coi mình đủ nguyên liệu mình chế tạo không nha. Nó chắc là được chế tạo trên Iron Reborn đúng không? Trong này đúng không? À đây nè các bạn. Đây, bỏ cái này vô, bỏ hết mấy cái đầu của con boss luôn vô trong này đi ha. Cái yên cưỡi này hả? Thôi yên cưỡi này để dành lại đi. Yên cưỡi này là cái yên cưỡi của con, ủa của con nhện luôn nè. Vậy là mình chế tạo ra mình đeo cho con kia luôn cũng được. Rồi bỏ trong này luôn. Rồi còn gì nữa không? Bỏ hết vô trong đó thì bây giờ bấm cái thôi coi thiếu gì. À thiếu cái co với thiếu cái yên chuỗi nữa ha, còn có cái yên chuỗi của con của một con nhện nữa, còn có cái co thì cái này không bấm một phát à, đủ anti pháp luôn nè. Tất cả những loại anti pháp gom lại để được cái co này á. Cái co này mình có sử dụng được không? À không có sử dụng được ha, chỉ là nguyên liệu để chế tạo thôi. Còn cái này thì bấm một phát còn có yên chuỗi của con nhện. Con nhện thì tìm trong này cho nó nhanh á. Có hai loại các bạn, không biết loại nào đây. Chắc là loại này quá, mình thử chế tạo cái loại này. Loại này kiểu như nó rẻ tiền hơn nè, còn loại này hơi đắt. Cho nên chế tạo thử cái này một cái đi. Rồi kiểm tra là thử xem coi đủ không. À sáng lên rồi nè, chỉ cần thiếu cái element nữa thôi. Đó, ngon lành luôn. Đem một cái. Con này thì có thể sử dụng, đúng không? Sử dụng liền được luôn nè các bạn. Nhưng mà đem ra ngoài chỗ nào thoáng thoáng một cái đi ha. Thí dụ ngoài cây cầu đi à. Cái này thì theo như nguồn tin mình nghiên cứu là nó có thể triệu hồi ra mà trở thành đệ tử của mình luôn, chứ nó không có đánh mình nữa đâu, không cần phải tem luôn các bạn. Cho nên đi ra phía bên ngoài này mình thử ra, thử xem có phải không. Nó đây phải không? Ồ nó chìm dưới nước rồi, chết dính đây rồi. Ây da, dính với cây cầu luôn rồi. Nó là một cái con nhện, hình như là con này khác cái con hồi nãy nữa, mà là nó là một con nhện bằng xác cô nha. Ôi ơi, siêu boss nhện xác. Con này mình bích up lên thử là được không, nó vướng quá. Đó, bích up lên và có cái yên cưỡi này trang bị được luôn nè các bạn. À nó cho mình cái yên cưỡi để trang bị cho con này luôn á. Đó, dục nó ra phía bên ngoài này luôn.
Xem có đi được chưa. Đi được rồi các bạn. Ok, đánh thường thử một cái nha. Ui, có con đô đô hả? Đô đô Garden. Ủa, level 900 luôn kìa. Rồi đánh thường nhẹ nhẹ mấy con nhỏ nhỏ trước rồi đã. Thử coi. Ủa, sao không có đam? Đây nha, 100 mấy chục ngàn đam cho một hit á. Rồi con kia nó dí mình luôn hả? 100 mấy chục ngàn là chuột phải hay coi chiêu gì đây. Ui, hồi nãy mình đánh nó nhanh quá chưa kịp nhìn thấy chiêu đó luôn á. Nó có chiêu bắn gì nè, bắn ra rất là nhiều những cái tia nhỏ nhỏ. Ở chiêu đó thì cũng mạnh lắm luôn á. Và chiêu C nữa coi. Ui, chiêu C bắn ra mấy cái gì tím tím á, tím tím xanh xanh nè. Ra những cái quả cầu màu xanh xanh. Còn cái chiêu ít thử là chiêu gì đây. Cái chiêu nổ hồi nãy phải không? Nó nổ mình chết trên lưng thú nè. Và 1 tỷ. Một tỷ tư hả? 1 tỷ 400 ngàn đam. Ủa, hàng gì cái chiêu này nó nổ một phát mình chết luôn là phải rồi. Nhưng mà sao nó nổ còn đẩy mình không không sao hết á. Mà nổ suốt ở trên kia cây cối đồ gãy hết luôn rồi. Ôi ơi, còn chiêu C thôi. Chiêu C không có ha. Chiêu Quy thì chiêu Quy thì chịu hồi đệ tử này, hồi nãy nó cũng chịu hồi ra ha. Còn cái chiêu R thì không có nè. Chiêu O cũng không có luôn. Vậy là chuột phải bắn ra những cái tia xanh xanh này, giống giống kiểu chiêu bắn tơ của cái con boss nhện bình thường á. Còn cái chiêu này thì bắn cái chiêu gì mới lắm, nhìn tím tím ra được những cái quả cầu nhỏ 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 nhỏ. Còn chiêu ít thì là cái chiêu bùng nổ. Ôi ơi, kinh dị á. Có khi tỷ hai nãy chúng mấy con gì đó lên tới tận tỷ tư luôn á. Ôi, tính ra cái chiêu ít này để đi người map cũng rất là nhanh luôn nè các bạn. Nè, phía bên ngoài này một đám này gì nè. Ôi, vừa đi vừa spam được cái chiêu ít luôn á. Ok. Wow. Cái liên map kiểu này thì cũng phải nói là ngang ngửa với lại cái con gì á. Cái con cá các bạn, con cá không, con cá gì? Con cá Bitcoin trong cái map Rimuvia đó. Cũng khủng khiếp cỡ này ha. Nhưng mà con cá thì bay được, còn con này thì không có bay được. Rồi đi nè. Ôi ơi, đánh gãy cây cối cái tiểu luôn á. Quá là kinh dị luôn á. Để mình đi qua vòng vòng qua bên khu vực đầm lầy. Và con này thì chưa có tăng. Mới đi liên có chút xíu là bạn lên gần 200 level nè. Dẫn lên thêm chút tốc độ đi ha. Con số quen thuộc của mình luôn. Đây rồi. Bây giờ thì cho nó lên thêm chút máu nữa nè. Ôi, máu nó hồi phục nhanh dữ à. Tăng lên và hồi phục rất là nhanh luôn á. Rồi cho nó lên đam thử ra nha. Để 1 tỷ mấy đó. Tỷ coin chili, tỷ 2 đi ha. Nó đánh rồi ôi kinh dị. Bây giờ thì cộng thêm cho nó lên nữa thì thử xem coi nó khủng khiếp tới cỡ nào á. Con này hồi nãy mình tạo ra là nó ở level 750 phải không? 750. Rồi mình cộng được cho nó mới có 89 điểm đam thôi, cho nên là cộng thoải mái lên đam trước đi. Lên nhiều nhiều chốc ha. Cho nó trở thành con siêu quái thú luôn. Nãy mới chịu hồi ra nó bị kẹt ở những cây cầu, cho nên là mình cũng chưa có ngắm nhìn được cái vẻ bề ngoài của nó nữa. Con mắt của nó như hai cái bóng đèn laser á ha. Ôi, nó có thể farm được cả gỗ nữa các bạn. Ôi, farm được đá nữa kìa. Mấy cái này dướng dướng mình đập cái là farm được luôn. 10 mấy ngàn gỗ rồi kìa. Ôi ơi, con này farm khủng khiếp luôn á. Và cục đá thì nó cũng đập được luôn nè. Đập được cả mây tàu nữa anh. Đá đập ra được mây tàu nè. Được với lại cái con này chuyên về farm đá, không có được flint á. Chỉ được có đá thôi. Đây thì nổ một cái nha. Ai đứng cái này mình bùng nổ một cái. Bấm lộn, chiêu ít chứ, chiêu ít nổ thử coi. Nổ một phát một. Ủa anh, mình thấy âm 2 tỷ đam hay gì á. Vô mấy con cá nhỏ nhỏ. Thử lại coi. Hình như mình nâng đam lên bây giờ nó âm đam luôn hay sao. Không phải. Hình như mấy con cá nhỏ nhỏ là bị âm á. Còn mấy con bự bự là chỉ có 1 tỷ 2 thôi à. Hình như là cái đam nó không có ảnh hưởng tới cái chiêu. Hình như chỉ ảnh hưởng tới cái đòn đánh thường thôi thì phải. Thử coi. Kiếm con này thôi. 12 triệu đam các bạn. 12 triệu đam cho một phát đánh thường nha. Thì là nó chỉ ảnh hưởng tới cái đòn đánh thường của mình thôi. Còn cái chiêu mà bắn quả cầu tím tím này, thử xem coi. Sao bắn không trúng thì chim phải là 3 triệu đam thôi à, 5 triệu đam nè. Vậy là ảnh hưởng tới đòn đánh thường là chính ha. Đó, nâng đam lên đánh 12 triệu đam một phát. Ở trên này thì có con ôi con rồng đó kìa. Rồng đó là cái con rồng kiển thôi. Bên đây thì có mấy con Indoret Alpha nữa hả. Ủa nó mới xuất hiện ra hay sao á. Nó là một cặp luôn kìa. Con đó ở nhà mình có rồi ha. Ủa nó chịu hồi lên cái kiểu nè. Mình lên mình đánh thử con này thử coi được không. Hay nổ. Chi tím. Chi tím nè. Rồi nổ. Ủa, nổ được
tỷ 7 luôn các bạn. Trúng mấy con trên này ha. Nhưng mà con này nó không có dính chịu hiệu ứng à. Để mình thử cái chiêu khác coi. Chiêu tím tím này coi. À chiêu này thì dính ha. Còn chiêu nổ thì không dính. À, chiêu nổ thì nó không có dính đam. Chiêu nổ mà dính đam con này phát một chắc nó cũng đi luôn á. Nhưng mà nó không dính rồi ha. Cho nên là phải sử dụng tới cái chiêu tím tím này nè. Đánh nó hoặc là chiêu giống giống cái chiêu bắn tơ. Nhưng mà nó không, nó phản đam mà dữ lắm. Cho nên phải uống cái này vô. Đánh càng mạnh phản đam càng đau á. Cho nên là phải uống này vô một cái. Tăng thêm một chút máu cho nó đi. Phản đam đau quá. Rồi em nó ra đi hả? Ôi chết rồi nhanh quá vậy. Rồi rớt một cái túi đồ nè. Để mình xem thử coi. Garden Quip mà có yên cưỡi. Rồi có thêm một cái bách nữa nè. Mấy cái bách đó thì mở ra được cái steel được các kiểu á. Và phía đây thì có thêm hai con Indoraptor nữa ha. Nhà mình thì có Indoraptor rồi ha. Cho nên là chắc là xử nó luôn quá. Con T-Rex Alpha thì không có ăn. Mà Indoraptor thì xuất hiện nhiều quá. Cho nên là mình qua mình đánh nó một cái á. Mấy con này đánh phát một chắc là đi mà. Đánh nhanh quá thì chắc là nó không có đẻ trứng đâu. Thử coi. Thử coi có không. À, không có rồi ha. Kiểu đánh nhanh quá nó không kịp đẻ trứng. Còn con này là con đực thôi. Rồi vậy là xong. Bây giờ mình thử. Ừ, hồi nãy mình thấy ở nhà mình gần nhà của mình á, nó xuất hiện mấy con bóp rùa. Để mình chạy về mình đánh nó luôn ha. Để giải quyết cái vấn đề ở trước cây cầu của mình cho nó an toàn hơn. À con rùa hôm nay thì nó đã chui xuống phía bên dưới rồi. Mình cũng sẽ cho con nhện của mình lặn xuống thử thôi. Ồ con nhện này nó đi xuống đáy hồ luôn. Và xuống như này thì đánh thử cái anh. Đó đánh được đánh được đánh được. Con rùa này dễ mà. Sử dụng chiêu ít thì nó nổ cũng không suy nhê mấy con này ha. Chỉ có chiêu đánh bình thường hoặc là chiêu bắn tơ được thôi. Ồ nó đè mình luôn rồi. Ồ nó đè mình nó dưới luôn rồi. Con rùa nó leo lên trên đầu luôn rồi. Uống máu vô một cái nha. Con này đánh phản đam dữ quá. Là bắn cái là bắn tơ nè. Ừ, bắn tơ thì nó phản đam lại dữ lắm. Chờ cho nó phản đam khoảng tầm nửa cây cái mình uống máu vô một cái. Con này bây giờ đánh sao nó không vô đam nữa nè. Chắc là phải lên phía bên trên quá. Đánh bình thường nó thì được có 6 triệu đam thôi à. Còn cái chiêu bắn thì bây giờ bắn không trúng. Nổ quá thì cũng xi nhê nó luôn. Ây da hết oxy hết oxy. Bị nó đè dưới này luôn rồi hết oxy rồi. Cho nên là uống một cái để mình bơi lên. Bơi lên được không? À bơi lên được các bạn. Nó bò lên luôn ha. Kiểu giống giống nó bò lên á. Và mình hết oxy sắp chết rồi cho nên chạy vô trong cái đó. Ây da tuột máu xuống dữ quá. Rồi lên phía bên trên dẫn dụ cái con kia lên từ từ ha. Trên này thì mình sẽ sử dụng cái chiêu ít để cho nó nổ một cái đi. Ở chỗ này nó spawn nó cũng nhanh. Mới đi qua chỗ này thôi mà nó xuất hiện trở lại rồi. À con kia thì con rùa nó đang bò lên từ từ kìa. Nó lên trên này thì mình sẽ cho nó ăn cái chiêu tím tím các bạn. Chiêu chữ V rồi ha. Chiêu chữ ít thì nổ không xi nhê nó. Cái chiêu này thì ồ phản đam lại kìa. Uống một cái vô ha. Đó lại gần là dính một nồi liền. Dính vô một nồi thì đam rất là thấm luôn và nó chết rồi hả? Trời ơi ra đi rồi. Mình sẽ xuống đây. Xem qua cái túi đồ này cho mình cái gì không? Có gì mới không? À cái yên cưỡi thôi. Công thức chế tạo thôi. Ở phía bên kia thì mình thấy còn một con nữa. Cho nên sẵn đây mình sẽ lia luôn á. Đài phía đây còn con nữa nè. Mình sẽ đứng ở trên này. Cái cùi trên này nó spawn nhiều nè. Quớ cái chiêu chỉ ít cái đây ha. Để lia hết khu vực này cho nó ngon lành một cái. Còn con này thì sử dụng cái chiêu chữ C nè. Để dụ nó qua phía bên này. Đó, lui lui ra khỏi cái nhà kính của mình á. Chứ để nó đánh một cái bể nhà kính của mình luôn. Rồi, bây giờ thầy tử chiến với nó thôi. Ôi, nó thuộc xuống nửa cây một phát một á. Nó phản đam là dữ dội quá. Phát nửa cây. Và uống thêm một cái đi cho chắc ăn. Rồi, thêm một cái nữa. Con này tới tận 350 mấy triệu máu lận. Và xong. Quá là easy luôn các bạn. Bây giờ có con siêu quái thú này rồi thì mọi thứ trở nên rất là dễ dàng. Con này thì cũng ra đi rất là nhanh luôn. Và cũng chỉ có mấy cái bắt thôi. Ủa, con này mình nghĩ chắc đem qua bên khu tuyết các bạn. Đi farm chắc là ngon lắm ha. Đánh bên đó chắc đã hơn. Và được gỗ, được mê tàu. Ồ, mê tàu kìa. Nãy giờ đi lia sơ sơ thôi các bạn. Mà nó lên được tới tận 5.000 mê tàu rồi ha. Và kiếp bột cái kiểu nè. 5.000, 7.000 mê tàu ha. Qua phía bên đây thử xem xem. Trên này thì nó có cái mỏ mê tàu nè. Không biết là nó có spawn lại chưa. Đài đài trên này nè. Mình sẽ thử ra cho nó farm thôi. Để sao hết farm được rồi. Đó, được nè. Một phát một được 2.070 tàu cho một cục ha. Còn đá thì farm được rất là nhiều luôn á. Farm thêm mấy cục mê tàu trên này nữa. Trên đó hình như là hết mê tàu rồi. Chỉ có phần ở phía bên dưới này thôi.
Sẵn trước khi đi qua bên khu vực băng á thì mình sẽ ly ở phía bên đây thêm một chút. Chỗ này thì chưa spawn lại ha. Phía bên đây thì có thêm nữa nè. Phía bên đây farm luôn. Bên đây có mấy con xương nữa ha. Mấy con xương dưới này thì xuống dưới sẵn mình luyện cấp cho con. Ủa con này bay được. Hình như nó nhảy được, nó nhảy được. Để mình thử coi. Ồ nó nhảy được các bạn. Ui là nhện sắt nhưng mà vẫn có thể nhảy được. Là nhảy nè. À, nó như kiểu bay lên nhẹ nhàng ha, như một cái bong bóng vậy á. Và đây thì nếu mà sử dụng cái chiêu ít thì nổ chết con xương không. Wow, nổ lên được có hay 1.2 tỷ có nhầm con ha, tùy con. Có con thì được có 800.000 đam kìa, có con thì được 1.2 tỷ, con thì được 1.7 tỷ. Và trong này thì có mấy con ankylo nguyên tố nữa nè. Thôi nổ cho nó chết luôn đi, bầm một phát một. Cái chiêu ít này của nó mình thấy là để dành để đi lia map là nhanh nè các bạn, siêu khủng khiếp luôn ha. Lên áp cực kỳ nhanh luôn, sức mạnh của nó thì khủng khiếp, mà nó đánh còn ao em rộng nữa. Nó chỉ thua cái con cá biết trôi các bạn của mod Arabibon ha. Cái con này nó thua ở chỗ là nó không bay được thôi, chứ còn nó bay được thì chắc là kinh dị lắm. Nổ một cái nữa nè. Trong chỗ cái con boss này mình thấy nó có cái phần chế tạo mà nhiều lắm, gần gần chỗ cái con boss mình mới chế tạo nữa nè. Đó, trong này có những cái con khác nữa nè các bạn. Con này hình như là cái con đô đô, à đô đô quay vành các bạn. Đô đô quay vành chắc là hơi bay được ha. Còn phía bên đây nữa nè, rồi nhiều con khác nữa. Con này là con dragon nè, con rồng nè, rồi con này đô đô rác nữa nè. Vậy là mình cần phải tìm mấy con ha, như con này đánh con boss nhện chúa này ha, chắc là tìm mấy con đô đô rác kiểu như boss của mod Arabibon á. Mình đánh nó thì chắc unlock được cái này, sau đó chế tạo ra mấy con này đánh là mình sẽ chế tạo ra được một cái phiên bản có thể tem được luôn nữa, là mình sẽ có một bộ siêu boss luôn á. Con này là con nhện, chỉ là con nhện sắt thôi. Bây giờ mình thử đánh bình thường, thử một cái á, đánh bình thường một cái á, 16 triệu đam các bạn. Còn cái chiêu phóng tơ thử nha. Phóng tơ được cái là đánh AOE ha, được có 1 triệu mấy đam thôi à. Còn cái chiêu mà tím thử, tím thì đôi khi nó bắn không trúng nữa ha, đứng xa xa một chút bắn có được. Đây là ngay tầm nè, được 6 triệu đam thôi. Chứ đánh thường vẫn mạnh hơn, nhưng mà đánh thường thì chỉ đánh được một vài mục tiêu thôi, chứ nó không có đánh được AOE như mấy cái chiêu kia ha. Đặc biệt nhất là chiêu ít thôi, chiêu ít là chiêu ngon nhất nè. Nhưng mà hình như là không có sử dụng để đánh mấy con như boss rùa, boss chim điêu được, chỉ đánh được mấy con boss bình thường thôi. Mấy con rim alpha thì đánh được không? Hình như cũng không được luôn thì phải, hay là do nó đứng cao quá. Hình như là đứng trên đó mình đánh không được hay sao á. Mình bay lên trên mình thì nó mình kéo xuống dưới này thử coi. Ok, phải cho nó không tấn công gì hết nha. Rồi xem coi nó xuống dưới này không. Đây rồi, con tê giác xuống dưới này mình sẽ thử chiêu nổ thôi coi nó chết không. Ồ chết luôn các bạn. À nhưng mà được có 644 triệu đam thôi ha. Hình như là mấy con kiểu như alpha hay rim đó các bạn, là nó có một cái lớp giáp giảm 50% đam hay sao ha. Giờ mới nhìn thấy được cái con số không số kỹ của nó nè. Đánh cho bình thường là được 1.2 tỷ đúng không, còn đánh cho mấy con rim alpha thì bị giảm đi một nửa phần đam ha. Vậy là có lớp giáp giảm 50% đam rồi. Ở trên đây thì có mấy con indo, à là mấy con gigan nè, đứng ở trên nó vẫn nổ bị chết thôi. Rồi hôm nay sao không thấy mấy con boss chim điêu ở phía bên đây nữa, để mình đánh mình lấy kim đồ, lấy thêm mấy cái bắp và mấy con cá nhỏ nhỏ, mấy con nhỏ nhỏ như bị âm đam luôn á, nhưng mà nó vẫn chết ha. Nhìn số nhỏ nhỏ kìa, âm 2 tỷ mấy đam các bạn mà nó vẫn bị chết thôi á. À có con tê giác kìa, tê giác ở phía bên trước. Mình sẽ thử con tê giác này xem coi cái chiêu nổ thử coi có được không. À chiêu nổ thì không được ha, còn cái chiêu rơi hả, chiêu rơi thì đánh vô đam liền. Con tê giác này thì không có bị phản đam với con rùa, cho nên đánh nó thoải mái luôn. Và mình cũng nhận được cái phần đồ tự chuyển vào trong người của mình thôi. Và thịt cu nè, ủa trời luôn. Và em nó thì lên cấp tiếp rồi, xem coi chỉ số đam của nó thôi. Sắp sửa maximum rồi, cho nên là tăng cẩn thận chốc nha, cho nó lên tối đa luôn, để nó âm đỉnh cái là thành phế phẩm luôn á. Cho nên là tăng từ từ thôi. Được 239 rồi các bạn, vẫn còn thể năng được thêm nữa anh. Đi sâu trong này thử xem coi có con boss nào nữa không. À đây rồi các bạn, đây là chim điêu, đây rồi chim điêu, đây rồi ha. Level có 600 thôi, và sử dụng cái chiêu nổ thì không được đúng không, cho nên là phải sử dụng tới cái chiêu tím tím này nè. Ồ chiêu tím tím này mà đứng gần là nó dính một nùi vô,
sử dụng thêm mấy chiêu bắn, hoặc gọi là bắn sơ đi. Kim Điêu này thì bị phản đam và em nó cũng chết rồi. Con này không có tự hút đồ vô, mình phải tự đi lượm thôi. Cũng chỉ được mấy cái golden chết thôi, thêm mấy cái bắp nữa. Và lượn tiếp qua phía bên này, con này đi liễu map đã quá. Con này phải vừa đi vừa chơi băng chiêu ít vậy nè, ấm lộn chiêu. Chơi băng chiêu ít thì thôi. À, Yuji Ran nữa hả? Nó có thể nổ liên tục luôn đó các bạn. Với số lượng đam của nó mà còn nổ liên tục nữa thì thôi ai chịu cho nổi. Nhảy được nữa, nó có thể nhảy qua được những cái con sông như vậy luôn. Có thêm một con nữa nè. Đây đây, phía bên đây thì có thêm một con nữa. Bắn lên trên được không? Hình như bắn lên trên không được, nó chỉ bắn ở dưới thôi à. Cho nên là chờ con này đậu xuống cái là bắn là đẹp. Đó. Bây giờ nó phản đam lại không thiên nhê luôn ha. Chắc là con này phản đam là ít hay sao á. Ui, được cái gì nè. Mình được cái này nữa các bạn. Cái patch hồi nãy nè, cái này mở ra được mấy cái đầu của con boss nữa nè. Đó. Tỷ lệ rớt cái này thì rất là hiếm luôn ha, nhưng đi săn mấy con boss thì cũng có nữa. Được thêm một bộ combo đầu của mấy con bó đó nè, đem về để dành sau này mình mà unlock qua được cái công thức chế tạo nữa đó các bạn, thì mình có thể chế tạo được thêm một con boss nữa ra để mình đánh ăn con siêu boss luôn. Ngon lành ngon lành đó, chỉ cần đi farm mấy con như con chim điêu thôi, chứ lượn lượn vòng vòng ở bên khu vực băng tuyết là kiểu gì nó cũng spawn ra, cứ đi tới đâu mình lia tới đó là được. Đó, xuất hiện thêm một con nữa nè, nhưng mà hình như là ở phía đằng trước đúng không, nhảy lên trên luôn. Đây 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 đây, nó đây nè. Sử dụng cái chiêu này đâu để tấn công, thử xem coi mình có may mắn tìm thấy được một cái bắt giống nãy nữa không nha. Lần này thì nó không có tự hút vô cho nên là đồ nó rớt ở phía bên dưới, thì lần này chỉ có công thức chế tạo cái yên cưỡi thôi. Và mấy cái bắt hồi nãy giờ mình lụm được ra bao nhiêu cái đây, 16 cái đó bạn. Đó, giờ mở ra là có thêm một đống nguyên liệu nữa ha. Đi phía bên đây được cái luyện cấp ngon nè, rồi đã vậy còn có thêm mấy con boss chim đeo để mình farm nguyên liệu nữa, quá đã luôn. Đánh con này đã tay quá, muốn đi luyện hoài luôn á. Giờ có con keyword là xuất hiện đây để mình đánh thử cái con này á. Con này không biết có đánh được con The World Boss không ha, nhưng mà The World Boss bây giờ nó cũng debon mất tiêu rồi, chứ không biết làm cách nào để tìm lại nó nữa. Mà con này mình nghĩ chắc chưa đánh được đâu. Con kia gì vậy, nó mạnh lắm, cần phải sử dụng con Legendary á mới đánh được. Con Legendary thì mình cũng không biết mạnh cỡ nào, nhưng mà thấy con này cũng rất là OP luôn rồi nè. Lướt qua một cái là chết hết. Hồi nãy mình thấy có con boss đây đúng không? Đây đây, đánh thử đây. Sử dụng chiêu này để bắn á. Rồi kết hợp combo với lại chiêu bắn sơ luôn. Đó. Mà em nó đã ra đi và đồ thì tự hút vô luôn rồi. Lấy phần thịt của nó luôn. Lấy được một đống element nữa các bạn. Và có cái túi đồ dưới này nè. Túi đồ này của cái con nha. Tơ giác thôi. Sẵn thì lụm luôn đi ha. Rồi qua tới phía bên đây luôn. Hình như đi vô trong này là cái khu vực mà nó không có spawn con gì hết nè các bạn. Đó, cái map này thì nó như vậy ha. Có những khu vực thì spawn ra rất là nhiều, có những khu vực thì nó lại không có xuất hiện con gì hết à. Cho nên là mình cứ đi tới đây cái mình vòng trở lại. Và một tiếng quay trở lại thôi là tụi nó lại spawn ra tiếp rồi nè. Đó, nhanh lắm. Thôi, đi sơ sơ vậy thôi nha. Rồi bây giờ thì đi về căn cứ thôi. Mình xem cho mình để nó ở đâu chỗ căn cứ của mình đây. Căn cứ của mình bây giờ thì rất là chật chội luôn rồi, nhưng mà hình như còn một chỗ ở phía bên đây nè, gần chỗ một Indoret. Đây, để nó chỗ này đi ha. Chà, nó bự quá, nó nằm trên cái sàn này thì nó hơi nằm ở sát bìa quá, cái nó bị tuột nó bị tuột xuống dưới thì sao ha, cho nên để nó ở trong này đây. Đây, tắt đi cái ống dầm cái. Rồi, nó đúng nghĩa một cái con robot nhện, và nó có hai cái mắt đúng kiểu máy móc luôn, nhìn giống như cái là hai cái bóng đèn laser vậy đó. Và con này thì lên 38 cấp nữa hả, máu của nó là 70 triệu máu rồi nè. Chỉ số đam của nó mình sẽ lên cho maximum chỉ số đam đi ha, lên thêm chắc là tầm 100 200 255 cũng được các bạn, nhưng mà mình sẽ tăng 254 thôi nha, để chừa lại một điểm đi, lỡ bấm lộn thì cũng có cái để mà dự phòng ha. Còn phần còn lại thì dồn vô hết phần máu cho nó là đẹp. Đó, sau này sẽ luyện cấp thêm cho nó các bạn, rồi nâng cho chỉ số máu của nó ha, sau đó lên tốc độ di chuyển với stamina cho nó. Con này thì mới có level có 1085 thôi, mà con này mình sẽ thử coi lấy mutageo cho nó ăn thử coi được không nha. Mutageo hôm bữa thì mình lấy mình để vào trong cái rương mình cất hết lên trên cái tầng 2 này đó, trong này nè,
lấy thử hai stack xuống, đem xuống phía bên dưới thử coi nó có ăn uống gì được không. Bây giờ nó không có đòi hỏi quá nhiều như là cái con Indoret đâu rồi, bỏ trong này cái. Ủa nó không ăn được hả? Nó cần bao nhiêu cái? 990.000 cái hả? Trời ơi, nó còn nhiều hơn cả con Indoret nữa. Thôi, không được rồi. Con nhện này thì mình sẽ để tạm nó ở đây đi các bạn. Đó, để cho nó sáng sáng hơn cho nó đẹp ha. Đó, sắp tới thì mình sẽ nâng cấp căn cứ của mình, mở rộng ra thêm để có nhiều chỗ hơn để mình đẩy mấy con quái thú này của mình. Đó, trong tập ngày hôm nay thì mình cũng đã có thêm một con nhện robot. Nhện này gọi là nhện sắt ha. Đó, cực kỳ mạnh, cực kỳ OP luôn, để giúp cho mình đi clear map tìm những con boss tiếp theo nữa cho những dự án sau này của mình á, để mình có thêm mấy con đệ tử mạnh hơn nữa các bạn. Còn bây giờ thì do thời lượng video của tập ngày hôm nay cũng đã khá là dài rồi, cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích những cái video của mình cũng như phần chơi lần này thì cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những cái video tiếp theo cho các bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.